Alo. Dạ, xin lỗi, phải số điện thoại của chị Thanh không ạ? Dạ đúng rồi anh, dạ đúng rồi, Dạ, em dạ anh chào Hoàng anh Sơn. Sơn, bên kênh Sức Khỏe 60 giây. Dạ. Thì lúc nãy em đang đi làm về thì nghe chị gọi điện mẹ chị hết bệnh. Thì bây giờ em muốn gọi lại để nhờ chị chia sẻ tí kinh nghiệm cho những người họ chưa bắt đầu ăn khó mực. Thì chị cho em phép em cuộc gọi được không ạ? Dạ được anh, Dạ. dạ được. Dạ, chị cho em hỏi là mẹ chị khoảng bao nhiêu tuổi à chị? Mẹ năm nay mới có 18, Dạ. 48, 49 rồi. Khoảng 48, 49 ha. Thì Dạ. bác bị suy thận là lúc đó là bao lâu rồi chị? Khi mà chẩn đoán là cách đây một đúng một tháng anh, ngày 26 tháng 5 á, là em đưa mẹ khám. Dạ, lúc đó Thì là trước khi bị suy thận là mẹ chị có bệnh gì không mà đi khám à? có bị huyết áp, Huyết áp, dạ. thì chắc là có lẽ là do huyết áp á, rồi tại vì mẹ bị huyết áp mười mấy năm nay rồi, Dạ. xong rồi cái chắc là uống thời gian lâu quá rồi nó lại chuyển qua bệnh đó hay sao á, là tại vì có nghe Dạ. bác sĩ nói là từ huyết áp với tiểu đường thì dễ chuyển qua suy thận lắm, suy thận mãn tính. Dạ. Thì lúc đó phát hiện bệnh thì cái chỉ số creatinine của mẹ chị là bao nhiêu ạ? Lúc mà phát hiện bệnh là chỉ số 298 anh, Dạ. creatinine Thì bác sĩ 298. nói là mẹ chị bị suy thận mãn tính hả? Đúng rồi, Dạ. bác sĩ chẩn đoán là bị mãn tính mà giai đoạn cuối rồi. Dạ. Thì lúc đó là bác sĩ có cho thuốc gì uống hay là căn dặn gì không ạ? Dạ có, bác sĩ nói rằng là chuẩn bị hỏi có mua bảo hiểm chưa. Rồi bác sĩ nói rằng là bệnh này có thể là nếu mà giai đoạn này thì có thể là chuẩn bị sẽ chạy thận, Ủa? thành thử ra là À, bác sĩ dạ. nói là nên À, bác sĩ mua nói bảo chuẩn hiểm bị đi. chạy thận hả? Bác sĩ nói là có thể lên tinh thần là chuẩn bị vậy đó Dạ. Thì thì lúc đó thì lúc đó thì chị tìm kiếm trên trên YouTube là về cách trị thận hả chị? dạ đúng rồi anh. Dạ. Thì tại vì lúc mà hay tin vậy thì mẹ về sợ lắm, nghe tin là sợ lắm, này giống như là phán sống phán chết mà. Dạ. Đây Thành thử ra là vì mẹ về sợ lắm nên thì lúc là đó em là cũng chị lên tìm. thêm cái được cái video cách trị bằng cỏ mực của em thì lúc đó chị có tin không? Dạ có chứ anh, Dạ. tại vì thấy biết bao nhiêu bác hết rồi, Dạ rồi nhưng em cũng nhưng mà cũng có nhiều cũng người có không tin coi. đó nên là nhiều người họ ơi họ rất là khó chịu với em và em cũng muốn dùng cái thông tin của những người hết bệnh để chia sẻ cho những người họ ăn cỏ mực để họ có động lực hơn. Đó. Thì lúc đó chị Đúng rồi anh. ăn cỏ mực thì cỏ mực có dễ tìm không chị, ở đâu ạ? À? Em ở Sài Gòn. Dạ, cỏ mực dễ Em tìm không ở chị? cũng không dễ đâu anh. Không dễ. Tại vì dạo này thoảng nhiên nó cũng hiếm dần hay sao á, là cái tuần đầu tiên hết á là em phải đi đặt người ta đó, đi đặt Dạ, người đi đặt ta mà thậm chí là người cái. ta đi đặt mấy cái bác bán lá sông ngoài chợ á. Dạ. Thì mấy bác nói rằng là cỏ mực dạo này cũng không có nhiều nữa, thành Dạ. thử ra là cũng không có nhận lời, Dạ. tại vì người ta cũng không đảm bảo, không có nhận lời, Dạ. thành thử ra là tụi em phải đi về quê, về Dạ. miệt vườn chút xíu. Thì buổi tối thì em đi phải đi về miệt vườn chút xíu rồi đi ngó dọc đường vậy đó, rồi có khi là được các cô chú cũng dễ thương lắm, đến Dạ. miệt vườn thì em xin em hái cỏ mực, em lấy cỏ mực thì em xin hái, em nói là cho phép con hái vậy, thì mấy cô mấy chú rộng lòng lắm, cứ Dạ. hái đi thoải mái, người ta còn giúp mình nữa chứ. Dạ, đó thì chị có thể dặn những cô chú ở dưới đó trồng giùm mình hoặc hái giùm mình đó, hàng tuần mình về mình lấy mình bỏ tủ lạnh ăn nó sẽ đỡ cực cho mình hơn. Dạ. Thì em cũng hái xong rồi về rồi ở nhà bắt đầu trồng rồi. Dạ. Trồng nay là cũng được tháng rồi đó Ủa anh, chị từ ở lúc mẹ quận bệnh mấy tới giờ hả? bắt đầu trồng. Chị ở quận Dạ em mấy? ở Gò Vấp. Gò Vấp Em ở hả? Gò Vấp. Ở trên đường nào chị hả? Em ở đường Phạm Văn Chiêu gần Quang Trung anh. Giờ để em hỏi khi nào có dịp em qua bên đó em muốn gặp chị với bác để chia sẻ thông tin nhiều hơn. Dạ. Rồi thì lúc đó ăn cỏ mực thì mình ăn nhiều không chị? Ngày ăn mấy chén mấy cử? Ban đầu á thì mẹ không quen, cái cũng về cũng thử cho mẹ cũng hấp y chang như anh nói vậy đó, Dạ. rồi ban đầu ăn cá lóc, mà mẹ ăn cá lóc hồi sau mẹ cũng ngán, Dạ. cái hồi hấp không rồi Dạ. ăn chung với trộn với cơm vậy đó, thì ngày em cho ăn có hai cử thôi, Dạ. ngày em cho ăn hai cử
Xong cái em đi, lúc em đi hát cỏ mực thì cũng nghe thêm là mấy mấy bác hỏi là cỏ mực này nó, mấy bác lớn tuổi nha, cái họ nói là cỏ mực này tốt dữ lắm, mà người ta nói ăn lá không á mà bỏ cái thân thì uổng quá, thôi nếu mà lấy cái thân về cũng làm y chang vậy đi rồi hấp thay cho mẹ uống thử coi làm sao. Thì em cũng bắt chước thì nhà ba em cũng ăn luôn cũng cả bắt thân, chước. nhưng mà ăn ăn trên đọt non thì nó sẽ đỡ nhán, đỡ nhám, đỡ ngán dạ thân. dạ 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 đúng rồi. Thì em về em mới lấy cái thân lại, xong bắt đầu mình cắt khúc khúc anh, em cắt khúc khúc khoảng 3-4 cm gì đó, rồi em cũng bỏ vô em hấp giống như chàng như hấp lá vậy đó. Rồi em chừng nào mà thấy nó có khoảng 3-4 phút mà động cho nước nó sôi rồi, chứ bắt đầu mình cũng tắt bếp mình để ngâm vậy, rồi lát em lấy ra em xay. Thì đối với cái thân á thì em lượt cái cái đi, lượt cái cái lại, chỉ lấy cái nước thôi cho tức mẹ là cái uống. thân á nó già quá thì chỉ lấy nước cho mẹ uống ha, còn Dạ, chỉ lấy cái nước non, cái thôi. đọt non thì ăn hết. Dạ, còn, dạ, dạ đúng rồi, dạ còn đó cái lá, cũng cái là đọt một cái non cách thì rất ăn là hết. hay để tiết kiệm cỏ mực cho những người khó tìm. Cảm ơn Dạ. chị, có một cách rất là hay. Dạ. Tại vì có nhiều người lớn tuổi mình đi á, đến hồi kiếm cỏ mực thì em mới biết là người lớn tuổi, mấy bác cũng chỉ nhiều lắm, mấy bác nói là bài thuốc này cũng lâu rồi, nhưng mà bác nói là cái thân nó cũng tốt nữa, thì đừng có bỏ uổng. Dạ. Thì Thì cứ mấy ngày đầu mình không biết, mấy ngày bỏ đầu uổng quá. mẹ chị ăn thì như thế nào, chị có bị rối loạn tiêu hóa hay là bị mề đay dị ứng gì không, bao tử gì không? Rối loạn tiêu hóa hay không mà có bị nổi mề đay nha anh, nó nổi nổi lên cái Nổi ngứa nổi hả giống chị? như nổi không ngứa anh, không có ngứa, chỉ có nổi giống như là nổi nổi mụn nước á, Nổi mà mụn mụn nước nước rất là bự. bự luôn hả? Dạ, nổi mụn nước rất là bự. Dạ, nổi mụn nước rất là bự, cái nó nổi dọc cái cánh tay mình vậy nè, mà không có ngứa. Hỏi mẹ có ngứa không thì không có ngứa, nhưng mà cái nó nổi mụn nước vậy cái bắt đầu sợ lắm. Ban đầu thì em không có, tức là em cũng chia sẻ rõ là nếu mà các bác có thấy thì cũng đừng có sợ, là tại vì khi nổi mụn nước vậy đó, xong rồi cái giống như nó cũng muốn hành cái tay mình, nó sốt hay sao á. Dạ, mà nó không có ngứa, cái xong cái đến hồi mẹ cũng không có dám đụng, em cũng không dám đụng đến nữa. Cái đầu khoảng chừng một tuần lễ thì tự nhiên cái mình nằm cái nó căng quá, nó bể đi, bể cái mụn nước đó. Thì em thấy vậy em mới mua thuốc sát trùng về sát cho mẹ, sát trùng xong rồi thì xức bô mát cho mẹ, lấy cái bông À, gòn nó mình hút chỉ cái nước nổi đó. ở trên tay thôi phải không chị? Dạ, đúng rồi, nó chỉ nổi ở trên tay thôi, đối với mẹ em thì nó nổi trên tay Đó, thôi thì để đó, em nó nổi muốn trên biết được cái nhiều người ăn thì có dị ứng hay không. Có người á, thường nam thì không có bị, nữ thì hay bị bao tử, do bao tử yếu nè, hay bị thấy khó chịu. Còn có trường hợp giống có người nó mà bị nổi mụn nước như cô chị, có người nó bị ngứa. Đó thì mỗi người có thể nó bị dị ứng và khác nhau một tí. Đó, nhưng mà nó cũng không có nặng ha. không có nặng. Nhưng Thì mà chính vì khi vậy mà đó mình là xích làm cho nhiều người bị dị ứng họ sợ đó. thì tại vì dị ứng sợ đó anh, nên thành thử ra là cái cách của em làm sao thì em nói lại vậy, để cho nếu mà các cô các chú hay anh chị mà có ai có bị nổi vậy thì cũng đừng có lo quá, mình thấy nó Thì bắt đầu bao nó lâu khô chỗ là đó liền. cơ thể nó trở lại bình thường khi ăn có mực? Khoảng chừng 2 tuần là trở lại bình thường rồi. 2 tuần hả chị? Dạ, Thì bây giờ khoảng là khoảng ăn bình chừng hai thường rồi tuần phải thôi. không? Ăn uống bình thường. Dạ, ăn bình thường rồi đó, ăn uống bình thường, không có nổi cái gì thêm nữa Vậy hết á. Dạ, đi thì sau đi có nhiều khám bác sĩ. lại sớm với chị, thường thì ta 3 tháng ta mới đi khám lần, còn bác khám sớm vậy có 1 tháng hả, Thì bác cũng sĩ dặn hay cũng sao? sợ, cũng thì tại vì em cũng muốn thử Mình thử yêu cầu coi hả? là Mình yêu nó. cầu. Dạ, em tự yêu cầu, đi đi yêu cầu thì ban đầu là 298, còn bây giờ thì nó giảm xuống rồi anh, nó giảm xuống còn có 259 rồi, có nghĩa là giảm 40 á, giảm 40 Cũng mà trong vòng có tốt 1 tháng thôi. ha. Dạ Tại vì thường á thì thì mấy người mà bị nhẹ nhẹ ăn 2 tháng là hết á, còn nhiều người dạ họ ăn có 1 tháng thì nó chỉ xuống thôi, chứ còn chưa có mình cũng chưa có thấy được cái bệnh hết trong thời gian ngắn như vậy đâu. dạ Nhưng mà vậy dạ là dấu thì hiệu tốt lắm rồi đó. dạ chẳng qua là tại vì mẹ mẹ cũng muốn đi khám, mẹ mẹ nói mẹ cũng sợ quá, mẹ đi khám để cho mẹ coi, chứ không mẹ coi là để mẹ ăn thêm cái thì em nói thì nếu ăn được thì cứ ăn, tại vì ở trên này mấy video mấy anh cũng nói rằng là không có độc, mà con tìm hiểu con hỏi mấy bác lớn tuổi thì cũng nói là không có độc. Thử ra là cái tuần vừa rồi nè là ngày ăn 3 thử cứ Chị ăn cơm, Thanh. cứ Ăn, nếu ăn ăn nhiều cơm thì nó là sẽ ăn nhanh xuống. thì xuống được 40 thì mừng quá,
thì thành thử ra là cũng cũng không nghĩ rằng là nó cũng không không nghĩ rằng là phải điều trị mà tới 1-2 tháng nó hết đâu. Dạ, tại cái này bệnh cái của mình bệnh này bệnh nặng thì phải ăn nhiều và ăn lâu hơn. Dạ. Đó, nhưng mà nó giảm là mừng lắm rồi, tại suy thận thì nó sẽ càng càng tăng lên. Dạ. Ờ, thì thành thử ra là khi mà nghe giảm như vậy thì em mừng lắm. Thành thử ra em nói là cứ thôi cứ ăn nữa đi. Rồi em định là cho mẹ ăn chừng khoảng 2-3 tháng nữa. Cứ ăn 2-3 tháng thì đi thử một lần. Dạ. Rồi cũng cứ ăn vậy, cứ theo dõi như vậy. Cứ dự định là sang trường kỳ chứ không có. Tại vì cái này thuốc nam mình nó mát mẻ thôi. Dạ, nhất biết bao nhiêu bệnh rồi. Dạ rồi, cảm ơn chứ không chị có Thanh. Dạ. Thì em làm việc ở Sài Gòn. Đó, em thì ở Long An mà làm việc ở Sài Gòn nên là có thể các ngày trong tuần mà em sắp xếp được thì em sẽ liên hệ với chị Thanh để qua gặp bác hay là như thế nào đó, em sẽ báo trước nha để gặp trực tiếp phỏng vấn. À mà chị Thanh có xài các mạng xã hội hay là Facebook gì không? Dạ có. Zalo. Thì tại vì à, bây giờ em muốn em chị định nhờ chị chụp cái tấm hình của cái phiếu xét nghiệm để em gửi lên đây, dạ. giống như để cho mọi người thấy được là cái mình thực tế là bằng cái phiếu xét nghiệm. Cho em gửi cái, tại vì em cũng nói rằng là hôm bữa trước em nói rằng là mẹ ăn nếu mà có bớt á thì con bớt lên Facebook để con chia sẻ cái bài thuốc này của xin phép anh Sơn là gửi cái bài thuốc này, tại vì con nghĩa là sợ, tại vì hôm bữa trước là thấy nhiều người bệnh lắm á. Dạ. Mà Thì thấy tội bây nghiệp giờ quá. để em sẽ làm thành một cái video rồi em sẽ chia sẻ lên YouTube rồi chị có thể dùng cái đó, chị chia sẻ, tại vì nãy giờ chị nói cũng rất là chi tiết rồi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn chị Thanh nha, chị cũng góp phần giúp đỡ cho người khác đó. Chứ nhiều người họ không lên có gì họ anh. Rất là làm phiền nên là em cũng ngại.